Trời 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 trời, thơm quá. Thơm. Hả? Kim ơi, thằng Hiếu vậy mày? À. Hiếu, Hiếu, biết gì đây không? Ngon. Ngon. Ngon quá. Hả? Hiếu, chạy luôn đi. Mày lên, vẫn còn một cây. Say what? Đáng ngờ tôi về giàu đã không cho mình ăn rồi, còn cà khịa mình nữa. Lại có hot dog để ăn rồi. Ngon thế. Các bạn ơi, thằng Hiếu nhà quê đã nghèo, còn 6 tết nữa các bạn. Tới cả hot dog cũng không có tiền nữa mà mua. Phải đi ăn cướp của mình các bạn. Thơm. Thơm. Ha. Hiếu, chào lúc này. Hiếu. Đừng trước chứ các bạn. Ha. Ha 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 ha. Lại có số sinh ra rồi các bạn à. Ngon thế. Đáng đời tôi béo. Các bạn khóa ra đây giờ Hiếu. Đừng làm hốt đó các bạn. Hiếu, chào đón đây. Hả? Tôi chạy thôi. Heo, heo, heo. Cháu đâu đây? Không, mày biết tay tao đó. Heo, đứng lại. Heo, heo, cháu đâu đây? Heo. Hả? Hiểu đây đâu rồi? Heo, cháu đâu đây? Ha ha ha. Lại ăn xúc xích tiếp các bạn. Không đâu đâu, còn đuối sức nữa. Tại mình khinh đồ ghê các bạn. Thơm. 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 Hả? Heo, cháu đâu đây? Nè, cháu đó nè. Nhớ từ này về sau đừng bao giờ coi thường người khác nha. Hả? Hai xuất sức. Bây giờ còn có một miếng à. Sao ăn các bạn? Ngon quá. Wow.